làng cá bè trên hồ Trị An. Mùa nước cạn, mặt hồ mênh mông nhường chỗ cho ngã ba sông Đồng Nai và La Ngà hiện ra. Trên sông, dân làng bè vẫn nuôi cá. Ngư dân này là một trong những người đầu tiên rời bè từ khu thượng nguồn ở gần cầu La Ngà về vùng nuôi số 6. Sau 3 năm, không những không ảnh hưởng gì, mà cá nuôi ở đây còn phát triển tốt hơn chỗ cũ. Tăng 3 ký. Còn nhớ cuối mùa khô của những năm trước, luôn là thời điểm mà dân làng bè hồi hộp chờ nước về. Hai năm liên tiếp 2018 và 2019, những trận lũ đầu mùa mưa đã cuốn trôi hết gia sản của người nuôi cá. Năm thì cá chết ngụp la liệt, năm thì lồng rèo bị cuốn phăng, mà con số đâu phải ít, hàng ngàn tấn. Năm 2018 với 2019 là gia đình tôi thiệt hại là coi như là hết, không còn con cá nào trong bè hết, sạch hết. Cứ một đêm nước xuống về tới sáng là cá chết sạch hết, không còn con cá nào trong bè, coi như thiệt hại là hết tài sản, chỉ còn lưới dèo lại thôi. Từ ngày về đây sao? Ngày về đây thì 3 năm nay thì thấy nó ổn định, nuôi thì thấy nó được, cũng đạt kết quả. Nhưng 3 năm nay, mối lo đã được giải tỏa khi người dân di rời lồng bè về vùng nuôi được quy hoạch. Như gia đình ông Quẹo Anh, sau 3 năm di rời đã tiết kiệm được cả 100 triệu đồng. Chưa kể, ông còn mua được 4 chiếc ghe lớn nhỏ với giá cũng hàng 100 triệu đồng. Di dời vô này thì nuôi trước nhất là thấy nó được nguồn nước nó cũng ổn định. Hai nữa thì cá nói chung là cũng khỏe, ăn uống rồi nó cũng đều, lẹ lết. Với lại giờ vô này sắp xếp triển khai kế hoạch nuôi thì nói chung là thấy đỡ hơn ngoài kia. Bà con tôi thấy chăn nuôi càng ngày càng nhiều, nên tôi cũng có tuyên truyền với bà con và vận động bà con là tức nghĩa là mình sẽ báo lên cấp trên để thành lập một cái tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản. Tại vùng nuôi số 6, hiện đã có hơn 100 hộ với tổng số hơn 800 lồng nuôi di rời về đây. Đây là kết quả sau một thời gian dài, chính quyền địa phương vận động người dân di rời để tránh thiệt hại. Ủy ban nhân huyện cũng đã phối hợp với các ngành như khu bảo tồn, chi cục thủy sản, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, ủy ban nhân các xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định, Thanh Sơn cũng đã thực hiện cái tuyên truyền vận động từ năm 2020 cho đến năm 2023. Thì cái kết quả là đã nâng cao được cái nhận thức của người dân trong cái việc là thực hiện cái di dời lồng bè tại cái vùng mà buộc phải di dời ra cái vùng nuôi quy hoạch. Đối với những cái hộ mà nuôi thực hiện theo quy mô công nghiệp thì đã thực hiện di dời ra ngoài vùng nuôi đó, để tránh cái bị ảnh hưởng bởi xem cái thời tiết giao mùa ảnh hưởng đến cái việc nuôi cá, và giống như năm 2018-2019. Dù vậy, vẫn còn hơn nửa số hộ dân trên làng bè thuộc diện di dời nhưng chưa đồng thuận vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân vùng nuôi ở xa bờ, bất tiện trong sinh hoạt. Dù các hộ này cho biết không nuôi cá số lượng lớn và không thả lứa cá mới, song còn chưa di rời thì còn nguy cơ. Về vùng nuôi được quy hoạch, nuôi cá thuận lợi hơn, rủi ro ít hơn. Đây là lời giải cho cư dân làng bè ở Định Quán sau nhiều năm chịu thiệt hại nặng mỗi khi mưa lũ về.